số khái niệm bao nhiêu số khái niệm căn bản về chẩn đoán và điều trị giò hậu môn. Để hiểu rõ bệnh lý của giò đấy, chúng ta phải hiểu rõ cấu trúc của ống hậu môn. Cũng như ống hậu môn cũng có hai phần, giới hạn giữa hai phần đấy gọi là trục lượng. Ở trên nó là lớp niêm mạc có tiết nhầy, dưới đây là lớp biểu mô lát tầng không có sinh hóa, đúng chưa? Thì ở trong cái đường lượng đấy, theo cái đường, tại sao có đường lượng, tại sao được có đường lượng? Tại vì sao cái phần trên nó co giãn rất tốt, cái phần dưới nó không co giãn nhiều lắm, đúng chưa? Cho nên nó phải giới hạn giữa hai cái phần đấy, giới hạn giữa một bên co giãn rất nhiều và bên không co giãn thì nó sẽ đùn lại giống như cái tay bèo, nó gọi là cái đường lượng. Nha, cái đường lượng là nơi đổ vào của các ống tuyến hậu môn. Ống tuyến hậu môn đó nó tiết ra chất nhầy. Tác dụng của chất nhầy là gì? Để làm cho động tác đại tiện nó được dễ dàng, đúng được chưa? Thì ống tuyến đấy nó đổ vào trong cái đường lượng này, một cái độ đổ thôi, nhưng mà nó có nhiều, rất nhiều chi nhánh, nó rất là lớn. Nhiều khi cái ống tuyến này có diện tích khoảng 1 cm vuông, và cái phần những cái nhánh nó nằm ở trong cái khe giới hạn giữa cái cơ thắt trong và cơ thắt ngoài của hậu môn. Cơ thắt trong là nó liên tiếp với cái cơ trơn của nhất trực tràng, cơ thắt ngoài là nó là một phần của cơ nâng hậu môn hay cơ nâng trực tràng. Nó được chưa? Vậy là cái phần cơ thắt của hậu môn này nó có hai lớp, một lần là một lớp trong là cơ trơn, lớp ngoài là cơ dân. Giữa hai lớp đấy có những cái nhánh của ống tuyến nhầy của hậu môn, có hậu môn đấy có khoảng chừng 3 đến 7 ống tuyến nhầy thôi, đúng được chưa? Khi ống tuyến nhầy nó bị bít, giống như là chúng ta bị mụn như đấy, những tiếng bã da chúng ta mà nó bị bít thì nó sẽ nhiễm trùng tạo thành cái ổ xe, đúng chưa? Ổ xe đấy nó tìm đường nó bể ra ngoài, nó tạo thành giò, đúng chưa? Như vậy là cái đường giò này nó tùy thuộc vào mối liên quan với cơ thắt mà người ta chia ra là 4 loại 5 loại 5 loại. Nếu là giò nó gọi là giò cạnh hậu môn, còn nếu là 4 loại, nếu là giò xuất phát từ cái đường lượng từ ống tuyến hậu môn. Nó được chưa? Loại là thứ nhất, là đơn giản nhất là giò ở dưới da nha. Còn cái loại giò này nó không ảnh hưởng đến phần nào của cơ thắt hết, tất nhiên là nó giò gian cơ thắt, giò gian cơ thắt là số 2, số 3 là giò ngang cơ thắt là số 3, số 4 là giò trên cơ thắt, còn giò thứ 5 là giò ngoài cơ thắt. Cái đường giò này có lỗ công, nó không nằm ở đường lượng mà nằm ở trực tràng, không được chưa? Không được không? Tại sao trực tràng nó giò? Một là gì? U, hai là viêm mãn tính lao luôn cái giò, không được chưa? Cái giò này là rất là phức tạp, chúng ta không có đề cập đến trong bài này. Bữa nay trong phạm vi của sinh viên đại học, chúng ta sẽ học những cái loại giò liên quan đến ống tuyến hậu môn thôi. Đây là chỉ có 4 loại, 1, 2, 3, 4. Còn giò bệnh lý, do ung thư, do bệnh viêm mãn, lao hay bệnh Crohn gì đấy là rất là phức tạp, chúng ta bỏ qua mình. Chúng ta chỉ học cái giò do biến chứng của viêm ống tuyến hậu môn thôi. Thì cái giò đấy nó có cái quy luật là gì? Quy luật là gì? Cái lỗ trong của nó luôn luôn xuất phát từ đường lượng, nhớ chưa? Nó được không? Như vậy khi khám một bệnh nhân giò, khi điều trị một bệnh nhân giò, chúng ta phải cân nhắc hai yếu tố rất là quan trọng. Vì nếu không cân nhắc hai yếu tố đấy, nó sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín chúng ta. Chúng ta mổ mà bệnh nhân không hết là chết. Câu hỏi thứ nhất là cái giò này có phải là do viêm ống tuyến hậu môn hay không? Nếu có, chúng ta mới cân nhắc đến chuyện phẫu thuật. Còn nếu là do nguyên nhân khác thì chúng ta phải điều trị nguyên nhân trước. Câu hỏi thứ nhì là gì? Là có bao nhiêu phần trăm cơ thắt bị liên quan? Đúng được không? Là phải xác định có 1, 2, 3 hay 4. Tại vì sao phải xác định bao nhiêu phần trăm cơ thắt bị liên quan? Tại vì khi chúng ta cắt cái giò đấy thì chúng ta sẽ cắt luôn cái phần cơ thắt bị liên quan. Cái phần cơ thắt bị liên quan càng nhiều thì chức năng của cơ thắt càng yếu. Nếu mình chưa trong trường hợp số 1 thì hầu như không ảnh hưởng gì hết. Số 2 có ảnh hưởng, số 3 ảnh hưởng nhiều, số 4 ảnh hưởng rất nhiều. Đúng được chưa? Tại sao? Tại vì nguyên tắc của bộ giò là ta phải cắt ngang cái phần cơ thắt đấy rồi mới tiếp cận được đến đường giò. Như vậy cái phần cơ thắt có liên quan nó sẽ bị cắt ngang, nó sẽ yếu, nó sẽ làm giảm chức năng. Cho nên nếu là số 4 thì cái phần cơ thắt có liên quan đấy, nếu ta cắt ngang một lần thì nó sẽ yếu rất nhiều, chắc chắn bệnh nhân sẽ gì? Đi tiêm không tự chủ. Còn nếu là 2 hay 3 thì sẽ có hiện tượng là xóa phân.
đặc biệt là người phụ nữ hoặc là bệnh nhân nào già yếu lớn tuổi chức năng cơ thắt yếu thì cái mức độ sống không nó càng hài sẽ càng nhiều. Còn số 1 thì hầu như không ảnh hưởng gì hết, không được chưa? Như vậy thì sao để trả lời hai câu hỏi, một là lỗ công nằm ở đâu, có phải nằm trên đường được hay không, thứ hai nữa là phải xác định xem phần cơ thắt có liên quan là như thế nào, thì chúng ta phải làm gì, phải nội soi. Thứ hai nữa là phải chụp X quang đường dò. Thứ ba đó là các phương tiện siêu âm cho đó hình ảnh của đường dò, không được chưa? Thì có hai bước quan trọng trong chẩn đoán một bệnh nhân dò hậu môn. Còn về điều trị như thế nào, điều trị thế nào, tôi giả sử tôi vẽ hình cắt ngang ở đây là bề mặt da nè, ở đây là đường dò, đúng chưa? Ở đây là phần cơ thắt có liên quan, đúng được chưa? Một là da, hai là đường dò, thứ ba là phần cơ thắt có liên quan. Nguyên tắc của mổ dò hậu môn là cái gì? Tại vì là biến đường hầm thành đường hào, ta sẽ mở nó ra bề mặt, mở ra bề mặt, nó có cái mục sơ đi. Khi mở ra như thế, nó có mục sơ đấy thì tạo điều kiện cho cái mô hạt nó sẽ làm từ đá nó làm lên. Như vậy chúng ta chấp nhận là cái phần cơ thắt này nó sẽ bị hy sinh, chức năng cơ thắt nó sẽ giảm, đúng chưa? Lúc đó nó sẽ như thế này. Sau khi cắt xong, sau khi biến hầm thành hào, nó sẽ là gì? Đây là phần cơ thắt có liên quan, nó được cắt ngang. Đây là phần da, đúng chưa? Mô hạt nó sẽ đàn từ dưới lành lên. Cuối cùng là gì? Cuối cùng ra này. Da, đây là mô hạt thành mô sợi, đây là cơ thắt. Vâng, hiểu chưa? Còn trong trường hợp phần cơ thắt này có liên quan nhiều quá nha, phần cơ thắt có liên quan nhiều quá da nè, đường dò nè, phần cơ thắt này nhiều quá, nhiều quá là trong trường hợp nào? 3 hoặc 4 nha. Hai này nó có liên quan đến phần này, ta cắt một cái thì bệnh nhân chắc chắn mổ cho bệnh nhân sống phân ra liền, sống phân liền, đi cầu không đường chủ liền, chứ không không có kiểu là sống nữa, gọi là đi cầu không đường chủ luôn. Nếu hết còn một cơ thắt được cắt ngang thì bệnh nhân sẽ đi cầu không đường chủ luôn, còn nếu một phần bệnh nhân sẽ sống hơn, đặc biệt khi nào bệnh nhân ho hay cười đó là sống hơn liền. Những trường hợp đó là phải có cắt riêng, chúng ta cũng cắt nhưng mà không có cắt một lần, tức là không cắt một lần mà cắt từ từ, nghĩa là chúng ta dùng cái sợi chê tinh là một cái sợi dây thắt, nó có độ đàn hồi nha, có độ đàn hồi giống như là sợi dây khung vậy đấy. Đấy, chúng ta sẽ tuồn vào đây, và cho bệnh nhân về. Cứ mỗi ngày cái sợi dây thắt này nó cắt đi một chút. Ở đây đầu tiên là nó nằm ở đây cái gì, đúng không? Sau đó dài lại sau nó sẽ lên tới đây. Chỉ như cái chỗ này chúng ta sẽ rất là, và sau đó lên tới đây. Nghĩa là nó đi tới đâu thì cái mô hạt nó hình thành tới đấy. Một tháng sau thì nó sẽ rớt ra ngoài. Lúc đó thì sao? Lúc đó là đây, trở lại trạng thái giống như là chúng ta mổ cắt mở đường dò như chưa, đúng chưa? Như vậy có hai phương pháp để điều trị dò hậu môn, tùy theo phần cơ thắt có liên quan. Nếu phần cơ thắt có liên quan ít thôi thì chúng ta mổ biến đường hầm thành đường hầm. Còn nếu phần cơ thắt có liên quan quá nhiều mà sự cắt nó sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng cơ thắt, chúng ta sẽ tắt dây thun để cho cái thùng nó cắt từ từ, nó cắt tới đâu thì mô hạt nó sẽ làm đến đấy, nó sẽ tạo đến đấy và nó làm từ từ, đúng được không? Rồi.